Xin chào các bạn, hôm nay Đan Phương cũng xin giới thiệu với các bạn một bộ, đó chính là bộ cảm biến áp suất lốp HQI màn hình đặt áp lô. Thì trên tay mình đang là bộ cảm biến áp suất lốp ạ. Rất là nhiều người đã đưa ra câu hỏi rằng là liệu bộ cảm biến áp suất lốp này có thật sự quan trọng để chúng ta có thể sử dụng ở trên xe ô tô hay không. Thì hôm nay mình xin trả lời các bạn, mình xin trả lời câu hỏi đó rằng là liệu nó có thật sự quan trọng hay không ạ. Mình sẽ mở một bộ cảm biến áp suất lốp này ra để xem bên trong có một cái phụ kiện gì ạ. Vâng. Đầu tiên thì mở ra thì chúng ta sẽ thấy đó chính là một cái miếng hay là miếng chống trượt dành cho mặt bằng lô để nó không bị trơn trượt. Đây chính là màn hình hiển thị đặt tắt lô. Màn hình này thì khá là hay bởi vì nó có hai chức năng sạc. Chức năng thứ nhất là nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời để sạc. Đó chính là nhà sản xuất đã tích hợp luôn cái phần pin ở trên cái lưng của bộ cảm biến áp suất lốp này. Thì chúng ta khi mà lái xe, trong quá trình lái xe chúng ta có thể vừa dùng vừa sạc luôn. Đây ạ. Chức năng thứ hai đó chính là sạc qua cổng micro. Nó sẽ có một cái chân micro ở ngay bên trong của bộ cảm biến áp suất lốp này để chúng ta có thể sử dụng luôn cổng 2V ở trên xe. Thì trong cái này thì nó chúng ta đi luôn một bộ sạc, một bộ sạc để chúng ta sử dụng cho cái tẩu đấy ạ. Mỗi lần thì sẽ có một cái tẩu, tẩu này sẽ dùng để cắm ở trên xe và cái chân này sẽ sử dụng cắm đây ạ. Nếu như mà trường hợp chúng ta không sử dụng pin năng lượng mặt trời thì chúng ta có thể sử dụng bộ sạc này để sạc thay cho pin năng lượng mặt trời trên xe. Thì thời gian sử dụng của cái bộ này thì cái màn hình này thì nó sẽ là khoảng tầm 50 ngày chúng ta mới phải sạc một lần. Thì tương ứng với gần khoảng 3 tháng thì chúng ta mới phải sạc cái bộ này một lần. Trên cái màn hình hiển thị này thì đây là bình đầu nguồn đây ạ. Xa đây là các bạn nhìn nó hơi khó một chút. Ở trên màn hình hiển thị này thì nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông số của bốn nốt trên xe. Thì đầu tiên là nó sẽ có hai màu, một màu vàng và một màu trắng. Thì màu vàng ở trên đây thì nó tương ứng với là nhiệt độ của lốp hiện tại, nhiệt độ hiện tại của lốp đang là bao nhiêu. Và màu trắng đó chính là hiển thị áp suất của lốp. Nó sẽ hiển thị bốn góc của màn hình tương ứng với bốn lốp. Khi mà một trong bốn lốp có tình trạng như là nhiệt độ quá cao này hoặc là cái áp suất của nó giảm so với cái mức an toàn quy định thì cái bộ này nó sẽ thông báo bằng cái một tín hiệu đó chính là đèn đỏ hoặc là nó sẽ phát ra tiếng kêu bíp bíp để cho người dùng có thể chú ý và phát hiện ra rằng là một trong bốn lốp xe của chúng ta đang gặp một cái vấn đề gì đó mà chúng ta cần phải xử lý ngay. Thì ở trên cái bộ màn hình này thì nó có hiển thị luôn đó chính là bốn nút. Đầu tiên là có một cái nút nguồn để chúng ta có thể bật tắt bộ này. Thứ hai chính là một cái nút đó chính là cài đặt các thông số. Thứ ba chúng ta đảo lốp được
chúng ta không cần phải đảo văn đảo biến này, đảo vạn đảo lốp không cần đảo vạn, mà chúng ta thực hiện các thao tác cài đặt lại ở trên cái màn hình hiển thị này để kết nối lại các thông số, kết nối lại các thông số như ban đầu mà không cần phải tháo văn ra rồi là lắp vào hay là một số cái thao tác như những bộ cảm biến bình thường, thì bộ này khá là hay. Thế khi mà các bạn đã sử dụng cái bộ văn cảm biến này thì khi các bạn đã sử dụng cái bộ văn cảm biến này thì nó các bạn sẽ lập tức sở hữu được bốn cái thông số của lốp xe, thì nó sẽ báo ngay ở trên cái màn hình và chúng ta có thể biết được rằng cái tình trạng tại của lốp xe đang là bao nhiêu này, cái nhiệt độ đang là bao nhiêu này. Ví dụ bạn là một người lái xe chuyên nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta có thể khi mà lên xe, ngồi lên xe đi được một đoạn rồi thì chúng ta có thể phát hiện ra được rằng ngay rằng là cái lốp xe của mình hiện tại là cái lốp nào đang là vấn đề, lốp nào đang bị non này, thì chúng ta có thể cảm nhận được ngay ở trên cái khi mà mình ngồi lên xe mình vừa đi. Còn ví dụ như mà chúng ta là một người lái xe chưa quen, hoặc là một phụ nữ, hoặc là vợ hay là anh chị gì đó chúng ta lái xe, thì những người đó thì rất là khó có thể cảm nhận được rằng cái lốp xe hiện tại của mình đang có bị làm sao không, mà cứ nên là đi thôi, nên là đi thôi, nên là không thể biết được. Nhưng mà khi mà có cái bộ này rồi thì chị em phụ nữ có thể biết được rằng là cái lốp xe có đủ an toàn hay không để chúng ta có thể lưu thông trên đường. Một cái điều quan trọng hơn nữa là khi mà ví dụ mà chúng ta đang lưu thông trên đường cao tốc chẳng hạn, thì cái lốp xe bất chợt nó cán vào đinh, chúng ta chưa biết ngay được bởi vì nó chưa xì hơi ra ngay, mà cái bộ này thì lập tức nó sẽ báo một cái tín hiệu trên cái màn hình này, một trong bốn lốp, thì nó sẽ báo ra cái đèn màu đỏ, tín hiệu đỏ, là cái tiếng kêu pip pip rằng xe của bạn đã bị cán đinh hoặc là lốp này đang gặp một vấn đề nào đó, thì chúng ta có thể tấp ngay vào lề đường để xử lý cái vấn đề đó, để tránh tình trạng mà đỗ xe đột xuất ở giữa đường rất là nguy hiểm ạ. Một cái đặc điểm nữa là khi mà dùng bộ này thì chúng ta có thể tăng cường cái tuổi thọ cho cái lốp xe của mình ạ. Vậy thì chúng ta có thể trả lời được câu hỏi đó chính là bộ cảm biến áp suất lốp này có quan trọng hay không trên xe rồi ạ. Ở dưới cái video này thì mình sẽ để một cái video hướng dẫn trực tiếp các bạn cách cài đặt bộ cảm biến áp suất lốp này đấy, cho những bạn đang thắc mắc về bộ này hoặc là chưa biết cài, hay là sách hướng dẫn mà nó lằng ngồ quá không cài được, thì mình sẽ sử dụng luôn một cái video ở dưới cái video này để hướng dẫn các bạn cách cài đặt trực tiếp bộ này, cách tăng giảm nhiệt độ, cài đặt là một số thông tin khác ạ. Để đặt hàng thì các bạn vui lòng comment hoặc là để lại số điện thoại thì bên mình sẽ liên hệ tư vấn. Xin cảm ơn ạ.